con khủng long khác nó đã chặn đường của con quái vật đầu đen baby rồi. Ố, nó cười cười mà nó sai luôn con quái vật đầu đen luôn đó. Yếu con khủng long kia nó còn cười ha hả nữa kìa. Nó đứng bên cạnh Godzilla mà nó tự tin vậy đấy. Kìa, nó đâu có sợ Godzilla đâu. Godzilla hả ngơi một cái thôi là nó đã xỉu rồi. Quái vật đầu loa lửa với quái vật đầu ô tô to quá. Lôi hối ở đây làm gì thế nhỉ? À, thì ra là nó sợ cái con vật khác tấn công nên là hai con đang nấp ở đây. Quái vật đầu loa lửa chịu không nổi nữa rồi nên là nó nhảy ra giữa đường đứng kìa. Còn hai con quái vật đầu đen này đang quýnh lộn sao nhỉ? À không phải đâu, hai con này nó đang thì tập luyện đấy. Ui, hai con nó đang tập võ kìa, nhìn nó tập đều mà đẹp chưa. Để đối lại với con khủng long này đấy. Con khủng long là nó đói quá, đến cành cây củi nó cũng ăn luôn kìa, nên nó không có tha cho con nào đâu. Này, một con khủng long khác nó đã chặn đường của con quái vật đầu đen baby rồi. Ôi, nó cười cười mà nó sai luôn đầu đen luôn đấy. Còn một con khác, hai con khác luôn này, đang thì chậm chệ đi qua cái đường này. Các bạn nhìn thấy không? Mắt nó lúc nào cũng nhìn xem có con mồi nào không. Yếu con khủng long kia nó còn cười ha hả nữa kìa. Nó đứng bên cạnh Godzilla mà nó tự tin vậy đấy. Kìa, nó đâu có sợ Godzilla đâu. Godzilla hả hơi một cái thôi là nó đã xỉu rồi. Con ghê xanh khổng lồ thấy cái con khủng long bọ chúa cứ bắt nạt các con vật làm con các con vật sợ hãi nên là nó tức giận. Nó cũng đang thì tập luyện sức mạnh này, nó nâng được cả một tảng đá to lên đấy các bạn thấy không. Nó chạy đi tìm con khủng long rồi. Đàn Godzilla này chắc là cũng đang thì chạy đi theo đấy. Các bạn thấy Godzilla nhiều màu chưa kìa, mà nó to nữa chứ. Hay là con khủng long nó nhìn thấy mấy con này là nó cũng sợ lắm đấy. Nó chỉ bắt nạt được mấy con quỷ đầu loa thôi.